Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Tức Thời Sự. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những nội dung rất mới, rất nóng như sau. Thưa quý vị và các bạn, tin chấn động toàn Trung Quốc, một cơn bão siêu mạnh được biết đã đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc vào chiều ngày hôm nay, đe dọa trực tiếp hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Đây được cho là một cơn bão siêu mạnh với cường độ giật trên cấp 15, giật tới cấp 17. Vào chiều ngày hôm nay, lúc 15 giờ 30 phút, nó đã càn quét qua bến Thượng Hải của Trung Quốc, đánh sập một con tàu sân bay, ba con tàu hải cảnh và một căn cứ quân sự của ông Tập Cận Bình chìm xuống đáy Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục xảy ra tại Trung Quốc, khiến cho tình cảnh của Trung Quốc bây giờ tan hoang, không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi. Người ta cho biết rằng nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì chính quyền Trung Quốc là một chính quyền tham lam, ngông cuồng và bành trướng. Chính quyền Trung Quốc chính là tác giả của con Covid-19 và bây giờ trên thế giới đang phải lao đao vì con Covid này. Kinh tế thì bị đứt quãng, người dân thì phải khổ cực. Hàng ngày có hàng trăm ngàn người nhiễm Covid-19 và hàng ngàn người đã tử vong. Tất cả đều do chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ nhân quả báo ứng, không bỏ sót một ai. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đang phải gánh chịu những hậu quả đầy đau thương mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra cho nhân loại này. Kính thưa quý vị và các bạn, cơn bão được cho là siêu mạnh, giật trên cấp 15, dự kiến một vài ngày tới sẽ đổ bộ trực tiếp vào đập Tam Hiệp, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Khả năng 99% con đập sẽ bị vỡ trong vòng ngày hôm nay. Hiện tại người dân của Trung Quốc ở các vị trí thành phố phía Nam đã được sơ tán khẩn cấp lên đỉnh núi cao như Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Bởi vì con đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất của Trung Quốc, bắc qua con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán. Nếu mà con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Khi đó bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ đau buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình và hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, mưa chồng mưa, bão chồng bão liên tục càn quét ở phía đông, phía tây, phía nam của Trung Quốc, khiến cho dân của Trung Quốc thiệt hại vô cùng nặng nề. Theo thống kê nhanh thì tờ báo China Morning Post cho biết mùa mưa lũ năm nay Trung Quốc thiệt hại lên tới 8 tỷ đô la Mỹ. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ đau buồn cho chính quyền Trung Quốc trong năm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình con đập Tam Hiệp được cho là ngàn cân treo sợi tóc khi cơn bão mạnh nhất thế giới đã đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc trong ngày hôm nay. Con đập Tam Hiệp chính là con đập tự huyệt chết người của ông Tập Cận Bình. Tuy là con đập lớn nhất thế giới nhưng mà nó mới bị vỡ thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị đe dọa, từ Thượng Hải đến Vũ Hán, từ Hồ Bắc tới Hồ Nam, từ Quảng Tây tới Quảng Đông sẽ bị nhấn chìm. Hơn 600 triệu người dân của Trung Quốc đang vô cùng là run sợ. Hiện tại thì chính quyền ông Tập Cận Bình đã cho điều động khẩn cấp 10 tiểu đội và 10 tiểu đoàn trực chiến 24/24 ngay sát chân móng con đập Tam Hiệp, phòng con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vì con đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất của Trung Quốc, lớn nhất thế giới, bắc qua con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nó đang chứa mực nước lên tới 70 tỷ mét khối nước và khi nó bị vỡ thì mực nước này sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài khơi biển Đông. Lúc đó chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại. Kính thưa quý vị và các bạn, theo chuyên gia quân sự hàng đầu thế giới cho biết, nếu bây giờ nước nào mà đụng độ căng thẳng hoặc xảy ra chiến tranh với cả Trung Quốc thì không cần đao to búa lớn, không cần đánh nhau dữ dội với cả Trung Quốc, Bắc Kinh làm gì. Họ chỉ cần phóng quả tên lửa lục địa hoặc tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân từ xa để phá vỡ con đập Tam Hiệp hoặc là phóng vào quảng trường Thiên An Môn thì toàn bộ đất nước của Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Hiện tại thì con đập Tam Hiệp đang bị đe dọa trầm trọng bởi mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã đe dọa mưa lũ, mưa bão, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục đổ dồn lên con đập Tam Hiệp. Bây giờ con đập Tam Hiệp chỉ cần một quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân là có thể vỡ tan nát, khi đó Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và sẽ bị diệt vong. Và tất cả những thông tin đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật update gửi tới cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước ta. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh thành phía Bắc, phía Trung và phía Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế, giáo sư thạc sĩ Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thống kê của Bộ Quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân.
sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng 9 tháng, nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt hạn sử dụng lên 9 tháng vào ngày 22 tháng 8 năm 2021, cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ FDA và ngày 10 tháng 9 năm 2021, cơ quan quản lý dược châu Âu EMA đã thông qua sử dụng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã có thư gửi thông báo về việc tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong việc tiêm chủng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả từ thời điểm FDA và EMA phê duyệt nói trên. Các lô vaccine Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn họ vaccine theo sử dụng của nhà sản xuất và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên 9 tháng. Trong thời gian tới, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định chất lượng, nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine đến 12 đến 18 tháng hoặc 24 tháng. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, nhóm người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ thấp sẽ được chăm sóc điều trị tại nhà riêng nếu có nơi cư trú đảm bảo các quy định. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 5525 kèm hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly điều trị. Quyết định này thay thế cho quyết định số 3646 ban hành ngày 31 tháng 7. Nhóm này được chăm sóc tại nhà riêng đủ điều kiện theo quy định. Trạm y tế, nhân viên y tế, tình nguyện viên theo dõi, theo quản lý người nhiễm phát hiện sớm hiện chuyển tầng cao hơn. Bên cạnh đó, nhân viên y tế cần hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng, vận chuyển, chuyển động, theo dõi sức khỏe liên tục cho người dân, đánh giá nguy cơ. Đồng thời, người dân được cung cấp gói chăm sóc tại nhà, thuốc kháng virus, vitamin, nhu yếu phẩm. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được, theo thống kê của Bộ Y tế, trong vòng 24 giờ tính đến 16 giờ ngày 1 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó có 8.081 ca trong cộng đồng. Số F0 tăng 540 ca so với ngày 30 tháng 11, có 8.081 ca cộng đồng. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong tuần qua là 13.390 ca trên ngày. Các F0 hiện được phát hiện rải rác trên nhiều địa phương khác nhau. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine ở các địa phương tại Việt Nam chưa đồng đều. Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, chiều 1 tháng 12, trong vòng 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 469 ca nhiễm COVID-19, trong đó F0 tại cộng đồng là 202 người. Số lượng còn lại là các bệnh nhân trong khu cách ly 178 và vùng phong tỏa là 89. Con số này tiếp tục vượt lượng ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận sau 24 giờ cao nhất tại Hà Nội từ trước tới nay. Như vậy thì trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thủ đô Hà Nội ghi nhận tổng cộng 11.066 ca nhiễm, trong đó F0 ngoài cộng đồng là 4.439, số mắc là người đã được cách ly là 6.627 ca. Hiện tại, các cơ sở y tế đang điều trị cho 4.208 bệnh nhân COVID-19. Tính đến ngày 1 tháng 12, theo cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế, tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine cho người trên 18 tuổi ở thủ đô Hà Nội đã đạt 89,59% với 12.153.479 liều được tiêm. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhi Hà cho biết, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng cao, đặc biệt là số ca bệnh nhẹ không triệu chứng. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo giúp đáp ứng công tác yêu cầu y tế kịp thời, thành phố quyết định thực hiện điều trị F0 tại nhà song song với việc điều trị tại trạm y tế lưu động hoặc tại xã, phường. Bà Trần Thị Nhi Hà cho hay, để điều trị F0 tại nhà, Hà Nội đã chuẩn bị các phương án, kịch bản từ rất sớm, song hiện mới là thời điểm thích hợp để thành phố triển khai việc này. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.675 ca nhiễm COVID mới. Như vậy, từ 27 tháng 4 đến nay, địa phương này ghi nhận đã tổng cộng 468.716 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam chúng ta đang diễn biến hết sức phức tạp. Quý vị đi ra khỏi nhà, hãy đeo khẩu trang 5K và thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Khi có thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc quân đập Tam Hiệp, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật update gửi tới cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn bây giờ, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.